Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Có chuyện gì, lão tứ? Anh có thể tới đây một chút hay không? Em là một mực uống rượu, ai khuyên cũng không được. Uống rồi lôn, lôn rồi lại tiếp tục uống. Em sợ nếu em ấy cứ tiếp tục như vậy, sẽ phải đi bệnh viện đấy. Tao biết rồi. Lão tứ, cuối cùng mày cũng đến rồi, tầm 6 lon rồi. Cô bé uống nhiều lắm rồi đấy. Vừa uống vừa lồn, cho tôi bia. Não Dương, mày đi gọi chiếc xe để tao đưa cô ấy về ký túc. Thế nào rồi? Em uống đủ chưa? Đủ rồi thì về ký túc thôi. Cút, ai bảo anh đụng vào người tôi? Chỉ có Trần Hán Thăng mới có thể chạm vào tôi thôi. Tiểu Tuyền, anh ấy là Hán Thăng đó. Trần Hán Thăng. Anh Trần, em không thể nào. Anh không thể nào nhìn em thêm một chút sao? Vì anh em mới thi vào học viện tài chính. Vì anh mà em xin vào hội sinh viên. Ngay cả cách ăn mặc em cũng cố học theo Tiêu Dung Ngư. Nhưng sao anh không nhìn nhận ra sự cố gắng của em vậy? Anh đưa em ấy về. Ai có thể đi cùng hỗ trợ anh hay không? Tại sao lại như vậy? Để em đi với anh. Anh Trần, trường chúng ta không cho phép xe taxi vào trong trường, hay chúng ta xuống ở cổng? Không sao đâu, cứ đi đi, đến nơi tôi sẽ nói họ mở cửa. Xin lỗi, có người bạn bị say rượu, thì ra là Hán Thăng sau. Đi thong thả. Làm phiền em đưa cô ấy lên, anh đi trước đây. Không sao. Trần Hán Thăng, em thật sự là rất muốn ở bên anh. Làm cái trò méo gì vậy? Rẽ trái, đi ký túc xá làm. Cậu sao rồi? Có cần đến phòng y tế kiếm chút thuốc giải rượu hay không? Mình không sao, Tiểu Tịnh. Cậu cứ lên trước đi, mình đi dạo quanh trường một chút. Tiểu Tuyền, Ấu Sở, câu chuyện cảm động quá. Song Song Hikyo bị bệnh máu trắng, nhưng một mực giấu giếm Song Jun Heon. Ngoài mặt nặng nề nói lời ly biệt, còn trong lòng lại nói lời yêu đương. Mình cũng không hiểu những bộ phim Hàn Quốc này, họ suốt ngày làm ra những kịch bản khiến người ta thấm đẫm nước mắt thế này làm gì. Gần đây lúc nào cũng khóc sưng hết cả mắt. Mình đến phòng y tế mua thuốc nhỏ mắt xong về phòng nghỉ ngơi trước đây. Cậu cẩn thận một chút. Mình cũng phải chuẩn bị đi rồi. Chào chị Thẩm, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Cô có chuyện gì vậy? Chị Thẩm, không cần quá căng thẳng. Em muốn hỏi, lần trước em đề nghị chị rời xa anh Trần, chị suy nghĩ thế nào rồi? Chị đồng ý rời xa anh ấy chưa? Tôi không đồng ý. Hôm nay tôi vừa cùng anh ấy uống rượu, không những thế còn cắn anh ấy một cái. Chị không tin thì mai nhìn xem, ở cổ tay anh ấy vẫn còn dấu răng đấy. Chị ở đây nẻ noi cô đơn trong cửa hàng, anh Trần cùng một cô gái khác ra ngoài uống rượu. Chị Thẩm, chị rời xa anh Trần đi. Chị cùng anh ấy rõ ràng không phải là người cùng một thế giới. Chị có bao giờ nghĩ tới, nếu mình không thể nào, nếu mình không gặp Trần Hán Thăng, thì cuộc sống sẽ như thế nào hay không? Nếu không gặp Trần Hán Thăng, cuộc sống của mình sẽ thế nào? Chưa bao giờ nghĩ đến. Ngược lại, khi gặp Trần Hán Thăng, mới nghĩ đến. Đến đại học cố gắng học thật tốt, giúp đỡ Trần Hán Thăng làm việc. Sau khi tốt nghiệp, chờ xem Trần Hán Thăng làm gì, mình theo giúp là được. Còn tương lai, kết hôn sinh con, chăm sóc cha mẹ Trần Hán Thăng, phụng dưỡng bà nội của mình, làm việc kinh doanh gia đình. Chị, thật ra em thích Trần Hán Thăng hơn chị rất nhiều.
Em vì anh ấy mà có thể làm bất cứ việc gì. Chị và anh ấy căn bản không phải là người của cùng một thế giới. Nhìn sắc mặt của cậu, dường như có chuyện gì phải không? Không sao, chắc tại thời tiết nóng quá. Xuân đông thu lạnh, thay quần áo cần phải cẩn thận. Trước kia khi còn ở nhà, vào thời tiết chuyển mùa, mẹ thường bắt mình phải mặc áo dài tay. Hôm nay mình phải đi nhà máy Tân Thế Kỷ, có hạng mục cần phải tham dự. Đi nhé. Tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm có được hay không? Đêm nay à, tối nay khó mà chắc chắn được, hạng mục này rất là quan trọng. Không chừng còn phải làm suốt đêm, chờ mình xong chuyện này rồi hãy đi ăn nhá. Thật xin lỗi khiến cậu bận từ sáng sớm tới tấu mịt, giết chút nữa thì quên mất, cậu còn là một sinh viên. Nếu không phải là có vài việc của lớp cùng với hội học sinh cần phải xử lý, có lẽ tôi cũng quên mất điều đó. Tôi gọi lái xe của xưởng đưa cậu về. Vậy thì cảm ơn Trịnh Tổng, ngày mai gặp lại. Ngày hôm sau. Không khỏe hay sao? Không có việc gì, cậu ăn sáng trước đi. Đi thôi, đến bệnh viện. Bệnh viện mẹ và trẻ em của khu Giang Năng. Khoa nội, đi chụp X-quang trước đi, tránh vi khuẩn lây qua đường sinh dục tiêu biến. Nghiêm trọng vậy sao, còn phải chụp X-quang nữa cơ à? Tôi đã nói là phòng tránh thôi mà. Nếu như phổi không bị ảnh hưởng bởi vì vi khuẩn lây qua đường sinh dục là tốt nhất. Khoa chụp X-quang. Sau khi chụp xong, cậu qua cửa bên phải cầm báo cáo trước, rồi đến chỗ của bác sĩ khám. Bác sĩ đã khám trước đó xem có việc gì không, xong mới quay lại đây lấy phim chụp. Bởi thời gian ra phim có phần lâu hơn. Với lại chú ý đừng chen nhau, bởi vì trên phim không hiện tên nên cần phải cẩn thận dò xét. Mình khỏe hơn nhiều rồi, hay là về trường học đã, mà cậu có việc gì phải ra ngoài mà. Không sao, cậu là quan trọng nhất. Chút nữa có kết quả báo cáo, mình sẽ cầm đi tới chỗ của bác sĩ đăng ký lúc nãy. Cậu ở đây chờ phim, để chúng ta tiết kiệm thời gian một chút. Phổi không vấn đề gì, không có dấu hiệu lây qua đường sinh dục. Nếu vậy, buồn bực trong lòng là do tác động bên ngoài tạo thành. Đầu tiên, gần đây cô bé nhận phải áp lực quá lớn, phát sốt cùng với ăn ít là do biến chứng của tạo thành. Có thể thử cho cô ấy thay đổi môi trường sinh hoạt xem sao. Nhưng cô ấy hiện giờ vẫn là sinh viên, trừ khi thuê phòng ra ngoài. Nếu không, sao đổi được môi trường? Thay đổi môi trường chưa hẳn là thay đổi hoàn toàn cách sinh hoạt. Có khi chỉ là cho cô ấy rời xa người tạo cho cô ấy áp lực tâm lý cũng là thay đổi môi trường. Với lại còn một nguyên nhân nữa, dáng người bạn gái cậu rất tốt, đề nghị cậu mua cho cô ấy một bộ quần áo lót phù hợp với cô bé. Nếu thị trường hiện giờ còn chưa có thì nên đặt một vài bộ phù hợp. Mặc chật quá cũng là nguyên nhân đấy. Vâng. Yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn. Mình đi đến xưởng trước cái đã. Thật xin lỗi, tôi có việc rất gấp. Bác sĩ nói báo cáo của tôi có vấn đề nên cần phải xem phim chụp gấp. Bác sĩ bảo tôi nhanh chóng đến lấy phim trước giờ nghỉ trưa. Cảm ơn. Sinh viên, nếu cô muốn làm người tốt thì lên làm triệt để đi chứ. Cô nên xuống tận cuối cùng hàng mà xếp lại, bởi vì chúng tôi ai lấy cũng đều rất bận. Cô tới đây khá một mình sao? Tôi đi cùng bạn trai. Cậu ta ở đâu? Đi rồi. Bản báo cáo chẩn đoán đâu? Cũng không ở chỗ tôi. Vậy mỗi ngày cô có triệu chứng gì? Lòng buồn bực, kén ăn, mệt mỏi. Vậy được rồi, triệu chứng chuẩn rồi. Mặc dù không nhìn thấy báo cáo chẩn đoán của cô, nhưng thông qua phim chụp, tôi phát hiện bắt đầu đang khuếch tán tế bào ung thư. Tế bào ung thư đang lan rộng ra, tình hình là vậy. Chúng tôi đề nghị cô cần phải làm lại bệnh viện tiến hành kiểm tra. Tất cả đều không liên quan đến mình rồi sao? Ấu sở,
nếu mình giống như là nhân vật chính trong bộ phim Trái Tim Mùa Thu, bị bệnh máu trắng, mình sẽ tìm một nơi thật nào đẹp, nhẹ nhàng mà chết đi. Vì sao lại không nói cho bố mẹ biết? Mình không muốn họ đau lòng khổ sở vì mình. Dù sao bệnh này cũng không có phương pháp trị, điều trị. Cũng không thể nào kể cho người yêu nghe được, bởi vì sẽ ảnh hưởng tới người ấy. Điều cần làm là tìm một lý do chính đáng để chia tay, bởi nếu tạo cho người ấy thân một cảm giác bất lực, thực sự là rất tàn nhẫn. Lý do chính đáng. Qua X quang. Chết rồi, sáng nay có người cầm nhầm phim chụp rồi. Phim chụp của Thẩm Ấu Xả vẫn ở chỗ này. Trời mưa rồi. Đúng vậy, cơn mưa báo hiệu mùa thu. Đêm nay muốn ở lại ăn cơm hay không? Giờ ăn không vô được, trong đầu toàn là số liệu. Trời mưa quét dọn phòng vệ sinh làm gì? Đằng nào cũng sẽ bị dẫm cho bẩn lại thôi. Cậu ăn cơm chưa? Ăn rồi. Có gì thì nói thẳng ra, ấp ừ cái gì? Mình, chúng ta chia tay đi. Cái gì? Chúng ta chia tay đi. Tối nay, cậu uống lộn thuốc rồi sao? Chúng ta chia tay đi, có được hay không? Có thể nói nguyên nhân vì sao được không? Tại dấu răng trên cổ tay của cậu. Vết răng đó là của một cô gái. Còn cô gái khác ở khu cách ly nữa. Một khi nhớ tới chuyện này, trong lòng mình đều lo lắng. Lo lắng cậu rời xa tớ. Van xin cậu, hãy để tớ được một mình có được hay không? Có đôi khi cần rời xa, cho cô ấy giảm bớt áp lực, cũng là một loại thay đổi môi trường. Lúc cách ly xảy ra chuyện lớn như vậy mà cậu cũng không rời xa tớ. Hiện tại tuyệt đối không phải là vì vấn đề dấu răng mà cậu lại rời xa tớ. Vết răng cắn ở trên cổ tay này chỉ là một việc hiểu lầm. Cậu lần này nói ra những lời đó chắc hẳn là vì nguyên nhân khác, cũng hẳn là hiểu lầm. Cậu có thể nói rõ ra được không? Ngoài trời mưa to quá, cho mình đứng đây tránh đi. Cậu phải sống thật tốt. Cậu muốn đi hay không? Cậu có vấn đề gì? Nói ra chúng ta cùng nhau giải quyết. Sao cậu có thể chạy thẳng một mạch như vậy? Bên cạnh tớ không phải là nơi. Cậu muốn thì tới, không muốn thì đi được như vậy đâu. Nếu lần này bỏ đi, thì lần sau cậu đừng nghĩ sẽ trở về. Tớ cũng rất muốn có lần sau. Hán Thăng à? Nếu như cậu muốn khóc, hãy khóc đi. Có tôi ở bên cạnh đây rồi. Sao anh mày phải khóc? Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ trở thành một tên cha lam độc thân. Điều này phải chúc mừng mới đúng. Một cơn mưa thu, trời đã chuyển lạnh rồi. Tâm trạng hôm nay của ông chủ Trần có vẻ tốt lắm nhỉ? Đồ ăn sáng mà anh cần, biểu hiện rõ ràng vậy sao? Sau này tôi có thể dụ dỗ thêm nhiều cô gái. Nhưng cô đừng vui mừng quá sớm, bởi cơ hội của cô rất là thấp đấy. Hai người chia tay thật à? Xin hỏi có phải là điện thoại của Trần Hán Thăng phải không? Đầu tiên cô nói xem có chuyện gì, rồi tôi sẽ cho cô biết có phải là Trần Hán Thăng hay không. Tôi là bác sĩ bệnh viện bảo vệ bà mẹ và trẻ nhỏ. Hôm qua hai người đã tới chỗ tôi khám bệnh. Có một chuyện muốn nói lời xin lỗi với anh. Chuyện gì? Bởi vì sai sót của bác sĩ chụp X-quang. Thời điểm phát phim chụp hôm qua tương đối đông, nhưng sau khi kiểm tra đối chiếu đã phát hiện ra số thứ tự đã bị lệch, nên liên hệ bệnh nhân đến để tiến hành giải thích. Hôm qua thông báo cho bạn của tôi là bị bệnh gì? Ung thư phổi đã di căn. Thì ra là vậy. Bởi vì hôm qua ai cũng cầm theo bản báo cáo lên trình tự phim chụp.
Thông báo có sai cũng rất nhanh phát hiện ra. Hy vọng không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống sinh hoạt của anh. Các người đã hủy đi cơ hội để tôi được làm một người đàn ông tốt rồi. Nếu như anh cảm thấy sự việc này cần được bồi thường, thì hãy đến bệnh viện của chúng tôi để chúng ta tiến hành trao đổi. Bởi vì chuyện này bạn gái của tôi đã bỏ tôi mà đi, bệnh viện các người có thể để một y tá xinh đẹp như vậy làm bạn gái của tôi được không? Tôi vừa rồi có nhìn qua phim chụp X-quang của bạn gái anh, giống như là hôm qua tôi đã nói, bệnh nặng thì không có, nhưng áp lực tâm lý hoàn toàn tồn tại. Nếu cô ấy tiếp tục cách sống như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ mắc phải căn bệnh trầm cảm. Không phải là thay đổi môi trường sống sao? Làm vớ làm vẩn cũng thực hiện được mục đích này. Nếu như thẩm mẫu sở nhìn thấy bản báo cáo này trước, câu chuyện sẽ không diễn biến đến tình trạng như bây giờ. Hôm qua hai người cãi nhau sao? Hôm nay ấu sở không đi học. Đây là thư xin lỗi do mình viết, cậu cầm cho cô ấy, để cô ấy đọc được sẽ tốt nên. Gác người sau lại, ít cãi nhau lại đi, để tôi còn chuyên tâm vào việc xem phim nữa chứ. Được rồi, trên đường đi cậu nhớ đừng xem lén đấy. Trong thơ toàn là câu nói ngọt ngào của người yêu nhau, mà loại người chưa biết đến chuyện yêu đương như gì như cậu sẽ rất là ghen ghét đấy. Hai người thấy hứng thú với hai vị trí này không? Việc mình giao lại công việc chuyển phát nhanh của Học viện Tài chính, Đại học Đông Hải Kiến trúc, Viện Y học giao cho hai người. Thế anh thì sao? Tôi không thể nào chỉ tập trung ở nơi này được. Đã đến thời điểm hỏa tiễn 101 phát triển toàn diện ở các trường đại học xung quanh kiến nghiệp rồi. Công việc nơi này về sau nhờ cả vào hai người. Đi một chút. Phát hiện mình không bị bệnh ung thư có cảm giác gì. Cậu đã làm gì ở ký túc xá? Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về xuyên du. Thật sự xin lỗi. Chuyện này nguyên nhân cũng tại mình. Mình tạm thời chưa thể nào thay đổi ngay được, nên cả hai cần phải có thời gian để bình tĩnh lại. Cậu quay trở về với công việc học tập, thay đổi tình trạng sống, điều chỉnh lại suy nghĩ. Cả hai lên nghĩ xem phương pháp ở chung sau này sẽ như thế nào. Đi nha, nhớ giữ gìn sức khỏe. Về đi. Mình biết sai rồi, cậu có thể đừng vứt bỏ mình có được hay không? Không vứt bỏ cậu, chỉ là tạm thời xa một thời gian thôi, để tìm kiếm cách ở chung khác. Đừng bỏ lại mình có được hay không? Hôm qua cậu còn bỏ rơi tớ mà. Mình muốn mở thị trường ra các trường đại học, mình muốn đi gặp người ta để đàm phán, mình còn phải hỗ trợ hạng mục tại nhà máy linh kiện điện tử. Mình thật sự rất bận, cậu đi theo không có nhiều ý nghĩa lắm. Quay về đi. Mày cũng bị vứt bỏ à? Cố gắng cùng nhau trưởng thành nha. Cuối tháng này chính là thời điểm Đại hội Thể dục Thể thao mùa thu của Học viện Tài chính. Lớp chúng ta cần phải tích cực báo danh, thứ tự không quan trọng, mà đặt nặng ở sự nhiệt tình. Chúng ta cần coi đây là một kỷ niệm đáng nhớ của thời đại học. Hán Thằng, cậu là người phụ trách cân đối, thầy xin cứ yên tâm. Bạn học có ý định tham gia hãy tới báo danh với Hồ Lâm Ngữ. Mọi người cần chú ý hạn chót đăng ký. Thầy Quách chỉ định là Trần Hán Thăng. Trần Hán Thăng lại đẩy sang cho mình. Rốt cuộc mình là người khổ nhất. Trần Hán Thăng, cậu và ấu sở thật sự như vậy sao? Quy mô lần này của Đại hội Thể thao tương đối lớn, lớp chúng ta tham gia hẳn không ít. Thời điểm sắp xếp cần phải nhận phân loại rõ ràng ra đấy. Mấy ngày nay ấu sở toàn ra ngoài ban công đứng ngẩn ngơ. Cô ấy vốn dĩ đã ngốc rồi, hiện tại ngốc càng thêm ngốc. Thống kê xong, đem bảng biểu qua cho mình. Mình sẽ liên hệ trước với hội học sinh, tranh thủ kiếm chút đặc quyền từ sân đấu cho đến thời gian xếp lịch. Tôi đang nói chuyện quan trọng với cậu đấy. Chuyện quan trọng là chuyện tình cảm hay sao? Liên quan đếch gì đến cậu?
Mình chuẩn bị tham gia đại hội thể thao mùa thu, nên đến báo danh. Hắn nhất định là giả ngu, mình cũng không còn cách nào khác. Tóm lại, cậu quá ngốc, Trần Hán Thang là loại con trai, trong mắt không chứa nổi hạt cát. Cậu gặp chuyện lại giấu giấu giếm giếm. Cách làm này chẳng khác nào không tôn trọng hắn cả. Mình biết sai rồi. Được rồi, sau này lại tìm cơ hội. Tóm lại, hắn cũng không thể nào vứt bỏ cậu được. Thật sao? Ơi, cậu ấy à? Xinh đẹp, nghe lời, dáng chuẩn, quan trọng nhất là ngốc. Nếu mình là Trần Hán Thang cũng sẽ không thể nào vứt bỏ cậu. Nói thật, Ấu Sở là một cô gái tốt, nhưng duyên phận là thứ kỳ diệu như vậy đấy, không thể nào cưỡng ép được. Nói không chừng cuối cùng lại có thể về bên nhau. Không phải cậu từng thề sẽ không bước qua giới hạn của một tình nhân hay sao? Sao lại thay đổi muốn làm chính cung rồi? Ấu Sở ở đó, mình cảm thấy cơ hội làm chính cung là không có. Bây giờ cô ấy đi rồi, nên cũng muốn thử xem sao. Tài liệu cho cậu, có chuyện gì thì cậu bàn bạc lại với Nhiếp Tiểu Vũ. Cố gắng đừng đến tìm tôi. Chí hướng nào hãy theo đuổi cái đó, đừng nên thay đổi quan điểm từ đầu của mình. Làm tình nhân tốt biết bao nhiêu. Mình còn muốn cậu gọi hai tiếng papa đấy. Papa thì papa. Thời tiết đẹp, đúng là thời điểm tốt để mở mang bờ cõi. Chủ liệm Lưu. Đây là tác phẩm của Phó Chủ tịch Hiệp hội Thư pháp Cảng Thành của Phó Chủ tịch Trần Phượng Đồng. Cụ năm nay đã hơn 60 tuổi, bút danh là Trúc Lan Hiên Chủ. Đúng là thật tốt. Đây là lối viết thanh lịch mạnh mẽ, trang nghiêm không gò bó, quả thực là rất tuyệt. Đây là thư pháp của Hội trưởng Hiệp hội Thư pháp Cảng Thành. Uông Lăng, bút danh là Mặc Bảo. Thầy Giang, Lưu chủ nhiệm xin mời xem thử. Bước này cũng không tệ, vất vả cho ông chủ Trần rồi. Chủ nhiệm Lưu không cần khách khí như vậy, gọi tôi Hán Thăng là được rồi. Thật ra tôi cũng không hiểu tranh chữ, để trong tay của tôi cũng lãng phí. Bảo kiếm thì tặng cho anh hùng. Nếu như chủ nhiệm Lưu không chê, xin chủ nhiệm Lưu giúp tôi cất giữ. Ông chủ Trần, giá cả thuê cửa hàng, tôi không có cách nào hạ xuống thấp được, bởi vì trong trường đã có quy định rõ. Đúng là sinh viên mới tốt nghiệp được giữ ở lại trong trường làm việc, trong thâm tâm vẫn còn giữ lại nét chân thành. Trước khi nhận đồ còn nói ra lo lắng việc bản thân không giúp được. Chủ nhiệm Lưu nghĩ đi đâu vậy? Chúng ta là người yêu nghệ thuật, nói chuyện tiền nong ra làm gì? Hay trước tiên chúng ta đưa hợp đồng ra ký xong xuôi đi, như vậy cũng tốt. Anh Lưu, trưa nay chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Nghe nói anh cũng có nghiên cứu văn vật cổ đại, nhân tiện đây cho bọn em mở rộng tầm mắt chút được không? Học trưởng Lưu, nhà hàng ở đối diện trường học đã đặt trước một phòng. Đi thôi. Anh Lưu, anh khách khí quá, bình hoa này cũng không rẻ đâu. Vừa rồi đã nói, giữa chúng ta không nên nhắc đến tiền. Đây là món đồ tôi mua ở đường Miếu Phu Tử. Cũng không phải là đồ cổ, chỉ là vật trang trí có màu sắc khá đẹp. Mà cửa phòng, hành chính lại không thích hợp đặt những đồ này, chỉ bằng đem tặng cho các cậu làm ăn, chúc may mắn. Vậy em cảm ơn anh Lưu, để em lau khô rồi bày trước cổng, như vậy mọi người đều có thể nhìn thấy. Chị Thu, chị cũng muốn mở cửa hàng sao? Mở cửa hàng gì vậy? Các cậu cứ làm việc, tôi về văn phòng làm việc trước. Chuyển phát nhanh, sau này nhờ mọi người giúp đỡ thêm. Con mẹ nó, đứa nào dám đến địa bàn của ông mày tranh đoạt vậy? Để tao xem đứa nào ngu xuẩn như vậy.